Kính chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một vị trí ở quận 9, một chùa tên là chùa Châu Đốc Ba ở quận 9, nằm ở một cái hòn đảo rất là riêng biệt. Nói hòn đảo thì nó hơi to nhưng mà nó nằm ở ngay cái cồn. Giống như là một cái cồn vậy đó. Mình muốn qua đây á, thì mình phải đi ghe qua. Và đặc biệt á, là trước khi mà đi ghe qua thì các bạn phải để xe máy ở bên đây, và mình đi ghe qua đây thì mình đi bộ ở trên đây thôi. Đây, Cù Lao Ba Sang. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái quá trình mà để mình đi tới đó. Đây, vị trí đây là chùa Bà Châu Đốc Ba. Thì mình sẽ đi tới cái cảng gỗ Mê Công. Các bạn lên Google search cảng gỗ Mê Công là nó sẽ ra chỗ này. Và khi mà các bạn đi vô tới chỗ này thì các bạn sẽ gửi xe ngay chỗ này nha. Nó nằm gần cái chùa Bửu Long là khoảng 200 m à. Thì mình xin review cho các bạn là cái vị trí trước. Ví dụ như các bạn đang ở vị trí của tôi hiện tại là đang ở ngay ngã tư Thủ Đức nè, Đại học Sư phạm Kỹ thuật nè. Thì các bạn đang học Sư phạm Kỹ thuật thì các bạn sẽ đi dọc theo xa lộ Hà Nội nè. Mình đi qua Suối Tiên. Suối Tiên nó sẽ nằm ở đâu, ở gần gần đây. Đó, các bạn đi đến đây thì bên tay phải của các bạn sẽ có cái đường Nguyễn Xiển. Sau khi mà các bạn đi tới đây rồi á thì bên tay phải có cái đường Nguyễn Xiển và các bạn sẽ thấy một cái cầu vượt ở đây. Khi mà thấy cầu vượt ở đây thì các bạn đi một tí xíu nữa các bạn sẽ thấy có cái bảng là đường Nguyễn Xiển. Thì các bạn vô cái đường Nguyễn Xiển này, xong các bạn đi đến đây thì ở đây các bạn sẽ thấy một cái chóp của cái chùa Bửu Long, là cái chóp ngay đây nè. Thì các bạn sẽ thấy cái chùa Bửu Long. Rồi sau khi mà các bạn qua chùa Bửu Long xong khoảng vài trăm mét thì bên tay trái ở đây các bạn sẽ thấy là cái đường, người ta sẽ để cái bảng là đường vô bến đò đi qua chùa Bà Châu Đốc Ba. Thì các bạn vô, và sau khi các bạn vô thì các bạn gửi xe máy ở đây và các bạn đi ghe. Ghe thì cũng tùy giá. Khi mà đi đông á thì buổi sáng á thì ghe mình đi khoảng 20.000 là được đi được về, nhưng mà lúc mà vắng á thì nó lên tới là khoảng 40.000 một người, không tính trẻ em nha. Trẻ em là được miễn phí, còn người lớn á là 40.000 đến 50.000 một người lượt đi lượt về luôn, thì tính ra là rất là rẻ nha. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau đi vào hình ảnh thực tế coi là ở bên đó đẹp như thế nào nha. Rồi thì như các bạn đang thấy, mình đang đứng ở ngay trên bờ sông, đang chờ đò để mà đi qua bên phía bên kia bờ sông. Thì cái giá tiền đò ở đây á, các bạn đi á, nếu mà lúc mà đông người á thì người ta sẽ lấy là 20.000 lượt đi và lượt về, không tính trẻ em. Còn nếu á, mà vắng vắng như giờ mình đang ở đây á, là lúc mà 4 giờ chiều. 4 giờ chiều thì mới đầu á, định hai vợ chồng mình đi qua thì người ta sẽ lấy 100, mỗi người 50 lượt đi lượt về, không tính trẻ em. Còn hên nãy con cặp vợ chồng nữa thì hạ xuống được 20, là hai người là hết 80, một người 40.000 cả lượt đi lượt về. Thì thấy cũng ok, tiền xăng dầu người ta đổ vô công người ta lái rồi này nọ mà 40.000 người thì tôi thấy cũng rẻ. Mà đặc biệt là trong thời buổi dịch bệnh như bây giờ á thì mình đi mà vắng vắng vậy nó cũng đỡ đỡ, đúng không các bạn? Rồi thì mình đang đứng ở đây mình chờ đò, thì một lát mình sẽ xuống đò và mình quay cho các bạn xem để các bạn biết. Xe máy thì mình phải để ở bên nhà xe bên đây nha các bạn. Rồi bây giờ mình đã xuống đò rồi. Thì từ đây mà qua bển á, tầm khoảng 15 phút là mình sẽ qua tới bên kia. Đứng ở đây thì các bạn sẽ thấy một bức tượng Phật đang xây dựng ở phía bên kia. Để mình zoom lại cho các bạn dễ nhìn. Đó, đằng sau lưng chiếc phà đó là ở phía bên kia, mình sẽ qua cặp bến ở phía bên kia. Rồi bây giờ đò đang di chuyển rồi các bạn ơi. Đó các bạn thấy không, đằng sau lưng có cái bức tượng đang xây đó các bạn thấy không. Đó, mình đứng ở đây thì mình sẽ thấy những ngôi nhà cao tầng ở bên thành phố luôn. Bây giờ là tôi đang để cái điện thoại ngay giữa sông để tôi quay cho các bạn coi nha. Rất là sợ, rất là phiêu luôn. Sợ là nó rớt cái điện thoại là không có cái mà quay phim cho các bạn luôn.
Thôi lấy điện thoại vô cho chắc. Ghê quá, gió thổi mạnh quá các bạn ơi. Rồi, theo như dự kiến thì nếu không có chuyện gì xảy ra thì khoảng 7 phút nữa là chúng ta sẽ đi đến nơi ở phía bên kia của bờ sông. Nếu mà các bạn nào chưa đi đến đây thì mình khuyên là nên đi đến đây. Nghe nói cũng rất là linh nè. Và cái thứ hai nữa là người ta đang xây dựng, đang tu sửa rất là nhiều thứ nên là nó rất là đẹp. Cũng hơi lâu nha các bạn nha. Rồi các bạn có thấy một con cò đang bay không? Còn đây là cái ghe chở đá. Mình sẽ không quay nhanh video để cho các bạn chiêm ngưỡng cái quá trình đi đò luôn. Chứ bình thường là mấy cái cảnh mà bình thường vậy thì mình cũng hay tua nhanh, nhưng mà sau một hồi suy nghĩ lại thì mình để luôn, không có tua nhanh. Rồi các bạn có thấy mấy cái đỉnh chóp của chùa hiện ra trước mắt không? Mà ở đây sẽ không có bến nên là mình sẽ đi vòng ra phía sau bên kia mới đến cái cửa để cập bến. Thì ở đây á, thì thí dụ như 4 giờ các bạn đi giống mình á, thì khoảng 5 giờ là chuyến đò cuối cùng. Các bạn phải đi ra trước khoảng 50 phút chứ không là lỡ chuyến đò cuối cùng là các bạn ở bên trên đảo luôn á, không ai rước các bạn đâu. Mà nếu mà các bạn muốn đi về lại á, là tốn cũng khoảng 100.000 á mới có đò chở các bạn về á, nên là lưu ý nha. Một lát lên thì các bạn sẽ thấy tuyệt đẹp. Cách đây khoảng 10 năm mình có đi một lần với bà nội mình thì mình thấy là nó còn hoang sơ lắm, nhưng mà bây giờ thì thấy nó rất ok, rất là nhiều tượng nè, rồi sơn phết rất còn mới nè, nói chung là đẹp tuyệt vời. Đúng là lâu lâu mình phải nên đi đây đi đó để cập nhật nha các bạn. Hôm nay mình sẽ review với các bạn là những cái bức ảnh với lại phong cảnh ở trên đây thôi, chứ mình cũng không có vô ăn uống. Nghe nói buổi trưa ở đây có ăn cơm chay miễn phí nhưng mà mình cũng không có ăn uống, mình chỉ đi review chỗ để mà các bạn biết để mà mai mốt mình có nên đi hay không thôi. À quên nữa, nếu mà bạn nào lần đầu tiên xem kênh này của mình á thì nhớ nhấn vào nút subscribe để chúng ta đồng hành cùng nhau. Và nếu mà bạn thấy video này hay á thì đừng quên cho mình một nút like nha, để mình được YouTube đề xuất để mà nhiều người biết đến nơi này hơn. Đó, như nãy bên bờ bên sông bên kia là mình sẽ thấy cái bức tượng này đang xây nè. À, rồi mình sẽ chuẩn bị cập bến vô đây. Và trước mặt các bạn đây là cổng chùa Châu Đốc 3 ở Long Bình, quận 9, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thì vừa cập bến thì các bạn sẽ thấy là có mấy cô bán cá để mà phóng sinh đó. Đây có hai bỏ gạo vô, có hai sư tử đứng ở hai bên cột. Nhanh lên, gạo phải để thá thôi nha. Rồi, bây giờ đò cập bến thì chúng ta sẽ cùng nhau đi lên tham quan coi là ở trên đây có gì thú vị nha. Rồi, đi lên thôi. Coi vậy thôi cũng rất vất vả nha các bạn. Tôi vừa một tay cầm camera, một tay vừa ẵm con á các bạn. Nên cái camera nó chiếu nó cũng không được ngon lành cho lắm. Rồi mới vừa bước vô đây các bạn thấy là chùa Phước Long.
Đây, tôi nhớ hình như hồi cách đây 10 năm á, là tượng Phật này chưa có nè. Có cái nhà ở ngay trước mặt các bạn thì có rồi nè. Còn mấy cái tượng vòng vòng á thì chưa có. À, chúng ta cùng nhau đi vào trong coi là có gì mới không nha. Đây rất là nhiều tượng nha các bạn. Những ngôi nhà này các bạn coi trên hình vậy chứ nhìn ở ngoài rất là lộng lẫy. Đây chúng ta đang đến với đền Vua Hùng, có hai chú sư tử hai bên. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi tới cái ngôi nhà bự đó. Nhìn xa rất là lộng lẫy và các bạn khi mà đi tới nhìn bên trong thì nó còn lộng lẫy hơn gấp 10 lần như vậy á. Đây có một cái bức tượng này rất là đẹp nè. Bức tượng rồng ở trên có Bồ Tát đứng ha. Đường vô hơi hẹp ha các bạn. Ở đây cũng may là đi giờ này là 4 giờ á, không có người, ít vắng người á. Chứ nếu mà đi vào buổi sáng thì nó đông lắm. Với lại đi vào cuối tuần thì nó đông nên là chen chúc cái đường nhỏ gì chen chúc rất là khó khăn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau đi lên cầu thang chiêm ngưỡng tòa nhà. Hình như tòa nhà này cách đây 10 năm cũng có rồi. Cái chính ở đây á là hình như là cái tòa nhà này á. Các bạn đi lên đến đây xong các bạn nhìn xuống dưới phong cảnh tuyệt đẹp luôn. À, các bạn thấy không? Lộng lẫy không? Mình đi chùa, mình cầu nguyện, mình sẽ cảm giác là tâm hồn mình rất là bình an á các bạn. Những cái việc nào mà căng thẳng mệt mỏi ngoài á, tự nhiên cái thấy xua tan đi hết à. Năng lượng rất là tràn trề luôn. Ôi, trong đây rất là đẹp nha các bạn. Tại giờ này buổi tối á, nên là các bạn thấy nó đơn giản vậy chứ các bạn nhìn mà bằng mắt thường á, nhìn rất là đẹp, chạm chỗ rồi rất là lộng lẫy. Rồi, mình sau khi mà mình cầu nguyện xong thì mình bắt đầu đi xuống. Đi một vòng nữa. Đi một vòng cái chỗ này coi là có gì hay không. Đây, mình đi qua đây trước đi. Đứng ở đây mình sẽ thấy được cái đỉnh chóp của chùa Vũ Long bên kia. Như hồi nãy mới đầu video tôi giới thiệu cho bạn á. Rồi, bên đây thì không có gì đặc sắc. Rồi mình cùng nhau đi qua phía bên kia coi có gì đặc sắc không nha. Ở đây những cánh cái cửa gỗ á, các bạn thấy rất là đẹp luôn, rất mới luôn, mà không thấy dính hạt bụi nào hết trơn. Lạ thiệt. Cái cột này nhìn đẹp ghê các bạn. Ở dưới này thì các bạn sẽ thấy được là rất là nhiều bức tượng nữa. Hồi nãy là mặt trước mình thấy rồi, nhưng mà ở trong đây các bạn đi cái cửa sau thì còn nhiều tượng Phật nữa, rất là đẹp luôn. Đây để mình vô mình quay một tí xíu cho các bạn coi nha. Rồi, và đằng sau chùa thì có cái miếu Ngũ Hành, miếu bà Ngũ Hành. Thì vừa vô đây thì mình cũng thấy rất là sợ, tại vì có mình đang đứng ở đây quay phim cho các bạn coi à, mà hai bên đều là rừng hết nữa cũng thấy lo lo.
đang đi thì gặp một bức tượng bản xà ở bên tay phải, tượng con khỉ ở phía bên tay trái nữa, rất là sợ luôn, hết hồn hết vía. Mà từ đây đi vô miếng ngũ hành á thì cũng khoảng 500m hay sao á, theo tôi ước lượng là khoảng 500m. Rồi có một chú cún đang ở giữa đường. Bên tay trái thì mình bắt gặp một cụ già. Thì có hỏi cụ thì cụ nói ở trong cũng có nhiều tượng Phật để mà cầu nguyện, nên là mình đi tiếp. Cũng may là mình gặp một người mình mới dám đi nữa đó, chứ không có người chắc mình cũng không dám đi luôn á. Đây dừng lại hỏi cụ già bên tay trái. Rồi bây giờ thì mình bắt đầu tiến sâu vào trong. Mình đang suy nghĩ, mình đang phân tích đó là nếu mà cái đường này mà không ai đi á, nếu mà không có người á thì nó sẽ rớt lá nè, nó bám bụi nè, nhìn nó hoang sơ. Còn cái này á sạch sẽ nè, chắc chắn là có người quét hàng ngày, nên là mình biết là cũng có người ở đây, nên là mình đi. Hôm bữa đi Bảo Lộc á, đi lạc vô cái rừng á, hai ven đường á, rừng không. Mà mình đang suy nghĩ là mình nói ủa cái đường này đi lên Bảo Lộc á thì nó cũng nhiều người đi, mà sao nhìn cái đường này lâu quá, hình như là mấy chục năm rồi chưa có ai đi hết. Mà đúng thiệt luôn, Google Maps nó dẫn vô cái đường rừng á các bạn. Nếu các bạn nào coi cái video mà review Bảo Lộc của tôi á thì các bạn sẽ thấy là tôi có nói về cái việc gọi là chọn vị trí trên Google Maps như thế nào để mà mình đi tới á. Các bạn mà chọn mà bấm một cái xong rồi các bạn bấm chữ đi không á là nó dẫn các bạn vô rừng á, đi đường rừng á rất là nguy hiểm luôn. Rồi một tí xíu nên là mình sẽ tới miếu ngũ hành nha. Đây trong đây có những cái bức tượng rất là đẹp, tượng mãng xà, tượng dê, rồi tượng ngựa. Thì trong đây cũng có một vài bức tượng cũng đơn giản à, chứ không có nhiều bức tượng như ở ngoài. Ở đây quan trọng là chỗ tâm linh là chính nha các bạn. Khấn nguyện rất là, nghe nói rất là linh luôn á. Cây dầu rái nè các bạn thấy rất là bự. Để tôi ốm thử bàn tay của tôi vô cho các bạn coi nha. Đó, đây là bàn tay của tôi nè. Nó gấp khoảng 5 lần cái bàn tay của tôi. Thì trong đây là tâm linh là chính thôi các bạn, chứ bức tượng cũng không có nhiều lắm. Ở đây cũng có một cây 120 năm mình nè, bự chà bá luôn. Đó, ở đây thì có vài bức tượng này thôi. Đó. Rồi. Rồi. Rồi thôi tạm thời tôi tắt máy để tôi cầu nguyện tí. Rồi sau khi cầu nguyện xong thì mình lại đi bộ ra. Đường rất là sạch sẽ nha các bạn, không thấy một cọng rác luôn. Cũng còn khoảng 3 phút nữa là mình sẽ kết thúc video này rồi. Nếu mà bạn nào chưa like và share và đăng ký kênh của mình thì hãy nhớ like, share và đăng ký nha các bạn nha. Để video của mình được YouTube đề xuất, để mình còn có nhiều hứng thú, nhiều năng lượng để mình có thể review thêm nhiều video nữa để gửi đến các bạn. Hồi nãy có một chú cún thôi, còn bây giờ tới ba chú cún, hai chú cún. Mà mấy chú cún này hiền ghê các bạn, không thấy sổ mà cũng không thấy cắn luôn, rất là hiền từ và nhân ái luôn. Một lát đi ra mình sẽ quay lại cái cổng vô để cho các bạn biết. Rồi mình sắp đi. Đây nãy mới vô thì gặp hai cái bức tượng này, tượng mãng xà nè với tượng con khỉ bên đây nè, làm hết hồn hết vía luôn. Tôi tính tôi cũng sợ các bạn, chứ không có gan dạ gì đâu mà nhìn vô mình phân tích cái mình thôi, mình lỡ đến đây rồi mình phải vô review thôi chứ không vô cũng kỳ đúng không. Rồi để ra đây tôi quay lại cái cổng nha các bạn coi nha.
đây đó, chỉ có vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau đi ra ngoài coi còn gì hay nữa không nha. À quên nữa, à, các bạn mà đang đi mà muốn đi toilet á thì à, mình ở gần đây có cái toilet nè, các bạn cứ đi sâu xuống phía sau là sẽ thấy toilet nha. Đây các bạn đi bên hông cái tòa nhà bự này nè, hồi nãy á, là mình đứng ở trên, còn các bạn phải đi xuống dưới đất, xuống dưới đất rồi xong á mình đi bên hông á, mình đi sâu xuống đây thì mình sẽ thấy toilet nha. Rồi đã kết thúc video rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến đây. Nếu mà thấy hay hãy nhớ like và share giùm mình, và nếu đây là lần đầu tiên hãy nhớ nhấn vào nút subscribe, đăng ký kênh để chúng ta có thể đồng hành cùng nhau. Cảm ơn tất cả các bạn, hẹn gặp lại. Cảm ơn bạn đã xem đến hết video. Còn nếu đây là lần đầu tiên hãy nhớ nhấn vào nút bên đó. Trong thời buổi 4.0 bây giờ rất là dễ lạc mất nhau đó người anh em ơi.